bộ phim tài liệu Thế giới nhỏ của Khoa do các nhà làm phim người Pháp sản xuất năm 1968. Ngoại trừ nhân vật chính là cậu bé làm thơ Trần Đăng Khoa, nay đã là ông lão ngoài 60 tuổi, thì hầu hết các nhân vật trong phim đã không còn nữa. Trong đó có nhà thơ Xuân Diệu, người đã giới thiệu thơ của Khoa ở đầu và cuối phim. Thế giới nhỏ của Khoa vì thế đã hóa thành một bảo tàng trong ký ức của nhân vật chính, bởi nó lưu giữ vẻ đẹp của con người và cảnh sắc làng Điền Trì, Hải Dương, giống như nhiều làng quê Bắc Bộ khác, bây giờ chỉ có thể thấy ở trong phim ảnh. Kéo cà, kéo kẹp, kéo cà, kéo kẹp, dưa mẹ ru em cũng tiếng võng này, cánh cò trắng muốt bay bay, bay bay. Em ơi cứ ngủ, tay anh đưa đều, ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu. Kéo cà, kéo kẹp, kéo cà, kéo kẹp, kéo cà, kéo kẹp. Tôi cứ ghi lại những cái cảm xúc, những cái câu chuyện diễn ra ở xung quanh mình thôi, nó tự thân nó thành thơ đấy. Hay ví dụ như cái bài mà Sao không về vàng ơi chẳng hạn, là cũng là chuyện thật như thế. Con chó vàng nhà tôi sau trận bom nó bỏ đi, tôi viết cái bài đó. Và lại theo yêu cầu của bác Lê Hào, bác bảo cháu làm bài thơ chó mất đi, tôi viết thành bài như vậy. Hay rất nhiều bài mà sau này in trong cái tuyển tập Góc sân và khoảng trời đấy, là nhiều bài là tôi viết theo yêu cầu của khách. Nhiều người vượt bom đạn hay là mấy trăm cây lặn lội tìm đến tôi và là ra đề cho tôi viết. Thoạt đầu tôi cũng hơi khó chịu cái điều đó, thế nhưng mà sau đó nó dần dần nó thành một thói quen, tôi có thể viết rất nhanh. Nếu bây giờ mà tất cả các nhà thơ Việt Nam mà bây giờ đóng lại một cái phòng kín, xong ra một cái đề cụ thể nào đó để làm thơ ngay tại chỗ trong vòng 5 phút, 10 phút ấy, thì tôi tin rằng là tôi sẽ giành được giải đấy. Trần Đăng Khoa, một hiện tượng đặc biệt của thi ca Việt Nam, 18 tuổi đã có thơ in báo và 10 tuổi đã có hẳn một tập thơ Góc sân và Khoảng trời. Ngôn ngữ thơ của Khoa rất riêng, chân quê, mộc mạc, dí dỏm và rất duyên, nên có sức lôi cuốn kỳ lạ. Bởi vì như này rồi sau đó như nào, kết thúc thế nào để lâng hẳn một bài thơ lên. Đạo diễn Sarah Guillaume và cũng là nhà thơ trong bộ phim tài liệu của mình đã bình luận: Khoa, một tiếng nói nhỏ bé nhưng mạnh hơn bom đạn. Bạn ơi cóc khách tới trường, thắm trang khách mới hòa hương hoa hồng. Nhà thơ chỉ cần ghép lại, kể lại đúng cái gì như là nó diễn ra như thế thì tự thân nó đã rất hay rồi. Đấy, ví dụ như tôi viết là dây diều em cắm bên bờ hố bom. Đấy. Thế rồi là uống nước khô bom sâu nghe con vênh mặt cười. Nên là cái thời đó đúng như thế thật. Sau này nhiều người bảo sao Trần Đăng Khoa này làm chính trị sớm thế. Nhưng mà không phải đâu. Cái đời sống bây giờ là đời sống chính trị. Chiến tranh đã qua đi, tuổi thơ của Trần Đăng Khoa cũng qua đi. Thi đàn xuất hiện thêm nhiều khuynh hướng thơ mới theo hướng cách tân hiện đại, nhưng thơ của thần đồng mật thỏ vẫn là cả một thế giới tuổi thơ trong trẻo, không bị bụi thời gian phủ mờ. Nhiều tập thơ của Trần Đăng Khoa đã qua hàng trăm lần tái bản và được dịch ra trên 40 thứ tiếng nước ngoài.